album tiếng thơ Mỹ Duyên. Đây là album gồm những bài thơ đã được nhiều thính giả yêu thích, sáng tác của nhà báo Vũ Đăng Bút qua giọng ngâm của Mỹ Duyên. 10 bài thơ gồm: 1. Tứ cường quê hương anh; 2. Phác họa về người lính; 3. Chung nhịp đập trái tim; 4. Chống dịch cứu người dẫu tốn kém bao nhiêu; 5. Mùa xuân Hải Dương đẩy lùi Covid; 6. Thiên tai khắc nghiệt ta vững vàng hơn; 7. Những người gặp thường ngày; 8. Thơ xuân; 9. Tháng 7 ở miền Tây; 10. Nhớ bà. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quê hương anh, xã Tứ Cường xinh xắn, cùng bốn làng văn hoa nhớ thăm em. Bà con quê anh lúc khó khăn thêm gắn kết, thêm tin yêu. Khi gặp gỡ bạn xa gần, xin thôi kể một thời thóc chia đến từng làng từng cân, để tự hào những gì hôm nay ta có. Câu chuyện xóa nghèo còn vương nắng gió, ngô lúa chín vàng, trái thơm ngọt mỗi vườn cây. Quê hương anh thêm đẹp mỗi ngày, nhà cao tầng mọc lên, sao mà nhiều đến thế. Đường xóm thôn dân tự lo tự việc, khó cũng thành dễ khi đảng lòng dân đã thuần hòa. Dòng sông neo cần mẫn chờ phù sa cho cánh đồng tốt tươi trù phu. Vẫn từ đất đã cho ta nó đủ, trẻ em được học hành ca hát tuyến quốc lộ vừa được mở rộng rồi, mình với bạn, bạn với mình thêm thân thiết. Quê hương anh xã Tứ Cường, em đã biết
và đồng cảm cùng anh. Những bước tiếp rộng dài, có một bài ca không bao giờ quên, âm vang mãi trong tôi câu hát ấy. Những công trình cũng bắt đầu từ đây, gợi bao kỷ niệm tháng năm xa. Một cuộc chiến tranh mà lớp lớp người qua, một thước đất cũng dành bằng xương máu. Bát nước uống chung đẹp tình người đi chiến đấu, hạnh phúc nhỏ thôi cũng khao khát đợi chờ. Mọi gian nan đâu phải chuyện tình cờ, những đêm hành quân cắt rừng vượt sông, một lá thư cũng truyền tay nhau. Gặp thác gành đồng đội giặt nhau qua, năm tháng rộng dài nỗi đứng điệp chung xa. Tấm áo bạc màu qua hai mùa mưa nắng, đôi dép cao su anh đi qua bao ngày tháng, giản dị mà sao đẹp lạ. Không thể nào quên những lúc ngủ giữa rừng, chung mái tăng tre nhường nhau nằm võng. Những khi bạn bè đau, chúng tôi thay nhau cõng, để rồi cùng vượt tuyến đường xa. Sau chiến tranh, ta xây dựng lại nước nhà, ta sẽ hái hoa tặng nhau và đi thăm bè bạn. Giữa chiến tranh, con người vẫn đẹp lời ước hẹn, điều ấy chúng mình
kể nhau nghe. Điều ấy chúng mình vẫn giữ suốt tháng ngày để có một ngày vui trọn vẹn. Sao xuyến quá khi trở lại nơi ta hò hẹn. Gặp lại bạn bè vẫn ở lại. Bên những công trình nhà máy đang xây, hòa chung với sự phát triển của cả nước, những năm qua, huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận đã có sự đi lên mạnh mẽ về kinh tế và du lịch. Riêng về ý thức giữ gìn và bảo vệ vùng biển đảo đã được tác giả bài thơ, nhà báo Vũ Đăng Bút nêu khá rõ nét. Người ở đảo anh em ba dân tộc, nhà kề nhà nương dãy kề nhau. Người ở đảo tình quân dân cá nước, ai cũng là tuyến trước tuyến sau. Sau đây mời các bạn nghe bài thơ Chung nhịp đập trái tim qua giọng ngâm Mỹ Duyên. Cách đất liền hơn trăm cây số, gió hướng nào cũng chẳng vật chắn che. Chung quanh đảo quanh năm sóng vỗ, nước ngọt hiếm hoi, đâu chỉ mùa hè. Người ở đảo anh em ba dân tộc, nhà kề nhà nương dãy kề nhau. Người ở đảo tình quân dân cá nước, ai cũng là tuyến trước tuyến sau. Cây bắp cây sau tưới bằng nước mặn, kết quả cuối cùng lại ngọt lại thơm.
mà lớn lao. Thấy kia mỗi tâm hồn với đất liền, đảo vốn là tiền duyên, nhưng ngoài đảo lại có nhiều chốn đảo. Anh chiến sĩ ngày đêm bên mông phao, cho đất liền, cho đảo mãi bình yên. Hơn 100 cây số cách đất liền, nhưng đảo nhỏ không một ngày đơn độc. Đảo là một phần đất đai của tổ quốc, luôn cùng chúng nhịp đập một trái. Như cơn lốc khoác áo đen ập tới, kèm theo những vòng xoáy đến kinh hoàng. Chẳng mấy chốc cả thế giới quay cuồng đảo lộn. Cuộc sống lại người bỗng khác hẳn hôm qua. Báo động đỏ phủ khắp các quốc gia, đại dịch toàn cầu trở nên nóng bỏng. Corona mỗi ngày đã cướp đi cả ngàn mạng sống. Mất mát đau thương đều không tưởng với con người. Chưa bao giờ đường làng tuyến phố vắng bóng người, chưa bao giờ đóng cửa đường biên tạm dừng mọi hoạt động. Khách sạn nhà trường thành nơi cách ly khám chữa bệnh, chống dịch cứu người. Dẫu tốn kém bao nhiêu, giữa gian nan ta có chiều chiều trái tim yêu, vòng tay lớn nối dài khắp năm châu bốn bể. Việt Nam ơi, ta tự hào đến thế, trên dưới đồng lòng. Covid hết lây
vừa rồi nghe một chương trình trên truyền hình nói, một năm đi qua, Covid đã làm đảo lộn thế giới và cuộc sống của loài người. Nghe nhiều rồi nhưng vẫn thấy lạnh người, nhất là từ khi dịch bùng phát ở tỉnh Hải Dương và một số tỉnh thành khác. Xin mời các bạn lắng nghe bài thơ Mùa Xuân Hải Dương Đẩy Lùi Covid của nhà báo Vũ Đăng Bút qua giọng ngâm Mỹ Duyên. Giáp Tết rồi, nhưng Hải Dương quê tôi một lần nữa lại gồng mình trong dịch. Suốt năm qua cả thế giới quay cuồng vì cô, nghe nhiều rồi vẫn thấy lạnh tâm can. Quê hương tôi tạm dừng các hoạt động đón xuân sang, Tết giãn cách cho ngày vui gần lại. Thà vắng vẻ ít ngày để nhộn vui mãi mãi. Dân đồng lòng chung sức trước khó khăn, các ổ dịch chúng ta chặn ta ngăn, những hàng rào được dựng lên nơi cách ly phong tỏa, các chiến sĩ tuyến đầu không ai nghĩ mình hy sinh vất vả. Dẫu cần kề với công việc hiểm nguy, dịch bùng phát sau mỗi ngày qua đi, quê hương tôi lại có thêm sự động viên chia sẻ. Ta chung sức chung lòng vì một trong dịch cứu người, dẫu tốn kém bao nhiêu. Mùa xuân này chắc bạn càng mến yêu thêm niềm tin quê hương tôi phòng chống dịch. Bạn hãy tin chúng tôi quyết đẩy lùi Covid cho mùa xuân đẹp, mãi đất thành đông. Mưa hòa nước mắt bão rơi
chuyển về vùng lũng. Chị em phụ nữ, người già vẫn những người chúng tôi gặp thường ngày nơi khói bụi công trường ầm vang xưởng may. Các anh về bao tiềm năng thức dậy để đất nước thêm giàu đẹp mãi đây. Vẫn những người chúng tôi gặp thường ngày nơi vùng quê còn bao gian khó, câu chuyện xóa nghèo còn vương trái thơm ngọt mỗi vườn cây. Vẫn những người chúng tôi gặp sống lẫn trong mây, biên giới bây giờ lành hơn tháng trước, cùng nhân dân giữ bình yên đất. Vinh dự ấy đảng trao, các anh hứa làm tròn. Cô giáo vùng cao ngày tôi gặp tuổi còn son, bao nhiêu năm qua bản nghèo cô gieo chữ, hạt muối đôi cơm trở về quá khứ. Nhưng học cho mai sau, lời cô vẫn âm mỗi lòng người. Vẫn những người chúng tôi gặp thường ngày được cử về góp chung trí tuệ, mỗi ý kiến như mỗi lời tuyên thệ trước đảng kỳ, trước tổ quốc mến yêu ơi. Thank you.
tuổi nụ tuổi hoa. Học hành tiến bộ gấm ba, bốn lần. Bố mẹ thêm tuổi thêm xuân, việc nhà việc nước tạo tần. Riêng năm ông bà thêm tuổi bạc vàng, hiền lành mẫu mực xóm làng, mến xuân mừng tuổi, trao điều lành mây. Tết về hạnh phúc đong đầy, rừng xây từ những tháng ngày. Giá ăn chuẩn Tết về lất vất mưa xuân, cho cây xanh lá cho cành thắm hoa. Về vui cửa ấm nhà, cháu con cô chú đi xa về gần. Tết về ai cũng chuyên cần góp thêm một chút sắc xuân. Quê nhà Tết về người lẫn vào hoa, dạo quanh chợ Tết bông ta, nhớ người. Tết về đầy ấm tiếng cười, nhà nhà sum họp, người người vui xuân. Cuộc chiến đấu đánh đuổi bọn Pol Pot Kieng Rari để giải phóng đất nước của nhân dân Campuchia đã một lần nữa khẳng định tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Xin mời các bạn nghe bài thơ Tháng 7 ở miền Tây của nhà báo Vũ Đăng Bút với giọng ngâm Mỹ Duyên. Bài thơ tháng 7
sấm chớp ngang trời, sông cuồn cuộn chảy, gió ào ào sao xuyến hàng mê. Bên giường thương qua chiếc ống nghe, anh y sĩ biết tim tôi còn xúc động. Về với các anh là về cùng cuộc sống. Tưởng nằm lại chiến trường, trận chiến đấu chiều qua, cây bưởi đầu hè thoang thoảng hương hoa, da diết nhớ quê mình tháng bảy. Đau lắm không anh, vết thương còn máu chảy. Cô y sĩ thay băng, mắt đỏ nghẹn nín đi em gái ngoan nào, lành vết thương anh sẽ đưa em sang bờ Tây rực nắng. Và em trai muốn lên chùa Pravihia xem cạnh vết vọng về rất khẽ một tiếng rên, và tiếng khóc chào đời nghe sao âm lạ. Người mẹ Campuchia sau đêm chợ xa, sinh đứa con đầu lòng trên tay bạn Việt Nam. Chiếc áo blue anh không thể nào quên, nơi áo ấy như vầng trăng mãi sáng. Không thể nào quên bao đêm em thức trắng để tìm lại niềm vui cho mỗi cuộc đời. Có gì
gạo mới bà chưa kịp ăn. Thần thơ